Mến chào cô bác anh chị em. Hôm nay em mới vừa làm xong một bộ máy này. Máy này là 4D68 nha. Này dàn cầu cung bằng inox ha, bọc lát sắt lát bằng inox, dàn cầu sắt ha. Máy thì máy nghĩa điện anh em, đĩa ha, 4D68 mới vừa làm xong. Vỏ là vỏ 99 của Phúc Vinh, lái chắc có khoảng 1m35 nha anh em, vỏ 99 nha, vỏ cũng còn rất đẹp anh em. Công thì cũng có dập hơi một vài dây chứ lủng thì chưa lủng anh em, chưa thấy lủng lúc nào cả, mũi đâu còn tốt mịch ha. Này em test xong rồi nhưng mà em quên quay video lại cho cô bác anh chị em tham khảo ha. Chiến dịch inox luôn nha. Đây chiến dịch inox luôn nha. Bộ này bình đề đầy đủ trơn 28 triệu nha anh em. Tại vì là máy này là máy nghĩa địa nha. Máy nghĩa địa nha. Bộ này hoàn thiện cho là 28 triệu bình đề đầy đủ nha. Em chưa có bao phí vận chuyển cho anh em nha. 4D68 vỏ 99 Phúc Vinh. Máy là máy nghĩa điện thì máy nghĩa địa anh em yên tâm ha. Máy địa thì hơi hám hơi chỉnh nha. Chân cầu thì em mới làm lại. Thêm một chiếc nữa anh em. Thêm một chiếc này mình chưa có lít test chứ chưa có vệ sinh vỏ ha. Sẵn đây mình quay cho cô bác anh chị em tham khảo luôn ha. Vỏ là vỏ 9m2 dạng nam. 9m2 dạng nam. Cao nước anh em. Đó, vỏ này cũng còn đẹp lắm anh em. Để em gửi ra. Cái vỏ này thì em gắn cho em đó là Isuki là 70 nha. Dàn cầu thì dàn cầu 5 căn xịn sò luôn nha. Isuki 70. Isuki 70. Dàn cầu sự luôn anh em. Còn thiếu cái càng ga mình chưa có làm càng ga nha. Đây. Bộ này 25 triệu anh em ơi, bộ này vỏ 92 dạng nam 25 triệu, dàn cầu máy là máy nghĩa địa luôn anh em. Nghĩa địa. Nhưng mà máy này mình có sơn lại như thật sự máy nghĩa địa nha. Mới vừa làm xong sơn lại cho nó lịch sự, tại cái loại này nó không có nước sơn nha. Này mình sơn lại cho nó lịch sự thôi. Đó, dàn cầu chất lượng đàng hoàng nha, cầu dày đàng hoàng nha. Chỉ trên nóc luôn nha. Cầm chụp đất là đầy đủ ha. Này Isuki 70 nha. Không phá đè đầy đủ hết trơn anh em. Chụp đầu đầy đủ ha. Bộ này thì 25 triệu mà bình đề đầy đủ nha. Isuki mình gắn vô ra máy này đây, cái vỏ này đây. Đó, 92 dạng nam. Em chưa vệ sinh máy này, vỏ này cũng mới mua về chưa vệ sinh anh em. Anh quay cận kẽ cho anh em tham khảo luôn nha. Rồi cô bác anh chị em nào có nhu cầu xài chiếc nào thì alo trực tiếp cho em ha. Số điện thoại em để trên màn hình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.